Chắc là khí hậu nóng quá, mà mua vừa nghỉ vừa đi cho nó mát không? Nhiều không? Không bớt không? Trời ơi, em bao ăn gì luôn đó, ăn không được cả là em luôn nha. Có tặng hôn, mua gì nhận đi lớn có tặng. Rồi, tặng luôn cho tao nhỏ luôn. Rồi, cái này 2 ký. Cái này nữa. Cái này 3 ký luôn, là 5 ký. Ở dưa hấu bán sao chị? 5 ngàn luôn. Dưa đó phải nghỉ nhỏ 5 ngàn thôi. Cái này chín không chị? Bao ăn. Trời ơi, chị đâu dưa hấu kêu kì vậy? Tặng cho chị, tá nhỏ luôn. Chị dễ thương quá. Rồi, 35 ngàn. Rồi, xe bao ngọt luôn. Ủa, này gần như vậy? 5 ngàn, 2 trái nha mọi người. 2 ký. 14 ngàn. Cái này nó nhiêu? 14 ngàn với 13 ngàn luôn. Rồi, chị 35 ngàn luôn. Rồi, cảm ơn chị. Nhớ mua ủng hộ đi chị. Trái
Chịu khó ăn cũng được. Lần đầu tiên ăn này luôn á. Nè, mắc cỡ cái gì không biết hả? Ăn đi.
Để mấy anh đó đó. Má cũng nó là con cái một à. Cái đó đi. Ê, bữa mình đấy. Bà bán dưa. Nó để nó đang giả mà cho cắn như vậy xỉu luôn. Dạ. Đâu vậy? Mất tiêu vậy. Kéo lên đại để ấy mà. Nha. Kéo lên đây. Ừ vậy đó. Vừa mới về. Vừa Long An mới về. Nó bé trẻ. Nè hận của bà buộc dưa. Nè bà bán dưa. Bà cười cái cảnh. Bà cười cái cảnh. Đấy. Ai nó cười lâu rồi cười nha. Ngồi gục gục á. Ve ve lại ngoài kia hết đi. Đuổi nữa rồi. Thấy được nó trời con chèo nổi đèn. Lùi. Nè đợi nó không? Rồi, xong chưa đây. Từ càng nó chơi hết miền cắt. Rồi ăn đi. Mất kiểu luôn. Gắp vào chén á. Gắp gỡ đi.